Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh và quần đảo Cát Bà thuộc thành phố Hải Phòng. Nơi đây sở hữu nhiều danh hiệu quốc gia, quốc tế quan trọng như Di tích Quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, Di tích Quốc gia đặc biệt Danh Lam Thắng Cảnh quần đảo Cát Bà, Vườn Quốc gia Cát Bà, Vịnh Lan Hạ là thành viên của câu lạc bộ Vịnh đẹp nhất thế giới, khu bảo tồn biển, khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long hai lần được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long vào năm 1994 và 2000. Việc mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long kéo dài tới quần đảo Cát Bà đã làm tăng thêm giá trị vốn có của di sản, được minh chứng qua sự hài hòa về cảnh quan, địa chất, địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng về các loài động thực vật. Các giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực trên được xác định gồm các kiến tạo vật lý và sinh học, các kiến tạo địa chất, địa lý và là môi trường sống của các loài động thực vật theo quan điểm thẩm mỹ, khoa học và bảo tồn. Quần đảo Cát Bà là điểm sáng về hệ sinh thái. Nơi đây có nhiều loài động vật quý hiếm và nằm trong sách đỏ của thế giới như loài vọc Cát Bà. Giá trị về đa dạng sinh học và cảnh quan tại đây chứa đựng những nét hoang sơ, tự nhiên và hầu như không bị tác động bởi con người. Vì vậy, quần đảo Cát Bà xứng đáng là Di sản Thiên nhiên Thế giới cùng với Vịnh Hạ Long. Sau khi trở thành Di sản Thế giới, thì việc cần làm là lưu giữ và bảo tồn giá trị di sản. Đây cũng là những giải pháp gìn giữ cho sự phát triển bền vững của quần đảo Cát Bà trong tương lai. Sau hàng chục năm chờ đợi, cuối cùng, quần đảo Cát Bà với những giá trị nổi bật ngoại hạng toàn cầu đã được vinh danh. Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa và là niềm vui với người dân thành phố Hải Phòng khi lần đầu tiên có danh thắng nổi tiếng được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Chúng ta với tư cách là người được thụ hưởng cái di sản đó, thì ngoài việc là chúng ta thụ hưởng, nhưng chúng ta cũng mỗi người có một cái phần trách nhiệm để mà gìn giữ, bảo tồn, phát triển du lịch. Chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, rất là tự hào Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà chính thức trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới. Điều này nó góp phần quảng bá rất là mạnh mẽ cái hình ảnh của du lịch đất nước, con người cũng như là văn hóa Việt Nam đến với toàn thể bạn bè trên toàn thế giới. Và đó cũng là một cái điều rất là quan trọng, đấy là thúc đẩy cái nội lực trở thành một cái nguồn động lực để phát triển kinh tế xã hội, du lịch. Tôi cũng đã đến Cát Bà rất là nhiều lần, và cái điều mà làm tôi thật sự là ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất là hãnh diện, và tôi muốn khoe cái điều đấy với tất cả mọi người, là cái Vịnh Lan Hạ của chúng tôi rất là đẹp. Nó là một cái sự gọi là một cái quần thể thiên nhiên, và là vừa có biển vừa có núi, và đấy là một cái điều mà không phải là ở một cái khu du lịch nào cũng có, và đấy là rất là tự nhiên và con thiên nhiên ban tặng, và tôi cảm thấy là rất là tự hào. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới không chỉ là niềm vui của hai địa phương liền kề là Hải Phòng và Quảng Ninh, mà còn khẳng định những nỗ lực và quyết tâm của thành phố Hải Phòng trong hành trình đề cử Di sản Thế giới đối với danh thắng quần đảo Cát Bà thực sự rất thành công. Càng vui hơn, đây lại là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên ở Việt Nam, góp phần tích cực cho việc phối hợp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới của hai trọng điểm du lịch ở miền Bắc. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà nằm ở phía đông bắc cách thủ đô Hà Nội 165 km, là một trong những khu vực địa hình đá vôi ngập nước quan trọng nhất thế giới. Khu vực có 775 hòn đảo thuộc Vịnh Hạ Long và 358 hòn đảo thuộc quần đảo Cát Bà. Tổng diện tích vùng lõi là 65.650 ha và vùng đệm là 34.140 ha, với vô số tháp đá vôi hùng vĩ và những nét đặc trưng của quá trình xói mòn chân đảo như hàm ếch, hang động, tạo nên cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. UNESCO đánh giá các đặc điểm này hiện gần như còn nguyên trạng, rất hiếm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà đã trở thành Di sản Thiên nhiên Thế giới. Danh hiệu mới giúp chúng ta có cơ hội thúc đẩy quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với thiên nhiên phong phú, cũng như khẳng định di sản văn hóa là tài sản, nguồn tài nguyên vô giá trong phát triển kinh tế xã hội, gắn với phát triển du lịch và đóng góp tích cực cho chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Hải Phòng. Đây là một cái tín hiệu rất là tốt cho cái việc là phát triển các du lịch Hải Phòng trong tương lai và xây dựng cái thương hiệu du lịch Hải Phòng trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta cũng có
cơ hội rất là lớn để quảng bá cái di sản này trên phạm vi toàn cầu và qua đó quảng bá cái hình ảnh của thành phố Hải Phòng ở cái phạm vi toàn cầu. Như vậy là cái cơ hội để chúng ta có thể là phát huy các cái giá trị đó phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Quá trình xây dựng hồ sơ kéo dài gần 10 năm với không ít khó khăn, từ việc lựa chọn tiêu chí để nổi bật giá trị toàn cầu của di sản cho đến thúc đẩy đồng thuận giữa hai địa phương, hoàn thiện cơ chế hợp tác và phối hợp chung để bảo tồn và quản lý di sản. Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng cùng với tỉnh Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, tập trung giải quyết một số vấn đề. Ví dụ việc đầu tiên, khi mà được ghi danh chúng ta phải hoàn thiện kế hoạch quản lý di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà. Trong kế hoạch quản lý này thì nó bao quát rất nhiều vấn đề. Ví dụ như cơ cấu tổ chức bộ máy vận hành thế nào. Đấy là cái việc đầu tiên phải làm. Cái việc thứ hai là phải xây dựng hoàn thiện một cái quy chế bảo tồn của cái khu vực di sản thế giới này. Việc thứ ba là phải xây dựng một quy hoạch tổng thể cho cả cái di sản thế giới Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà này. Là ba việc vô cùng lớn. Ngoài ra thì chúng ta phải tiếp tục triển khai thực thi các cái giải pháp, các cái biện pháp cụ thể để mà khắc phục, để mà cụ thể hóa các khuyến nghị của UNESCO hay Trung tâm Di sản Thế giới người ta khuyến nghị với mình khi mà được ghi danh. Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà xứng đáng được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, có giá trị nổi bật toàn cầu, điểm cuối trong quá trình tiến hóa Castor, đại diện cho 7 hệ sinh thái liền kề, môi trường sống của nhiều loại động vật quý hiếm. Với việc được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới thứ 9, Việt Nam đã ghi dấu mốc mới trong hành trình ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản. Cái hành trình di sản của thành phố chúng ta cũng là một quá trình tương đối dài và có những cái sự nỗ lực của rất là nhiều các cơ quan ban ngành, từ các cái nhà chuyên gia khoa học trong cái hành trình này, xong xây dựng cái hồ sơ để đáp ứng được các cái tiêu chí mà của UNESCO đã đưa ra với bộ hồ sơ đề cử. Chúng ta đã có một cái hành trình rất là dài để vận động với các cái đại diện của ngoại giao của các nước là ủy viên của Ủy ban Di sản UNESCO tại Việt Nam, cùng với cái sự kết hợp của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam để hỗ trợ cho thành phố Hải Phòng trong việc tiếp cận, vận động các đại sứ quán, rồi các cái phái đoàn UNESCO tại đại diện phái đoàn UNESCO tại Hà Nội, cùng với IUCN ở Hà Nội. Năm 2013, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học và hệ sinh thái được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới. Sau quá trình thẩm định, Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới đã khuyến nghị quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long để gộp cả quần đảo Cát Bà. Việc triển khai các hoạt động bảo tồn, nghiên cứu lập hồ sơ đề cử di sản thế giới Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được tiếp tục đẩy mạnh, để có được thành quả được công nhận là di sản thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên ở nước ta, công tác vận động của Việt Nam đã được triển khai có hiệu quả. Đây là kết quả của việc bám sát, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và quan trọng nhất là nỗ lực, quyết tâm của chính quyền, người dân thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Cam kết của Hải Phòng đối với UNESCO thì cũng ta cũng đề nghị Quảng Ninh là cũng có cái cam kết cùng với ta. Và cái mà cao hơn là trong cái kỳ họp vừa rồi ấy, thì chính phủ đã có cái công hàm gửi các cái nước thành viên ấy và các cái tổ chức liên quan là hỗ trợ ủng hộ để công nhận cái di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long quần đảo Cát Bà. Huyện Cát Hải vinh dự là địa phương sở hữu di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, vinh dự tự hào luôn đi cùng với trách nhiệm, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương, cũng như du khách, cần nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị của di sản gắn với phát triển bền vững. Chúng tôi cũng nhận thức rằng là vinh dự thì rất lớn, nhưng mà trách nhiệm cũng rất cao trong việc là bảo tồn và phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu của quần đảo Cát Bà cùng với Hạ Long trong cái di sản thiên nhiên thế giới vừa được công nhận. Thì đây là một cái cơ hội vàng, một cơ hội vàng cho du lịch Cát Bà cất cánh. Thứ nhất là thông qua những cái công tác tuyên truyền về di sản và quá trình nhận thức về các cái giá trị nổi bật của di sản
thì cũng góp phần là quảng bá về du lịch Cát Bà đối với du khách trong nước và quốc tế. Thứ hai nữa là để trong quá trình để thực hiện di sản thì chúng ta cũng phải thực hiện những cái kiến nghị của UNESCO trong công tác bảo tồn và gìn giữ. Từ đó thì cũng tạo những cái cơ chế để đầu tư trong công tác quản lý, trong công tác quy hoạch và đặc biệt là hoạch định những cái chiến lược phát triển về kinh tế xã hội của địa phương, thì từ đó cũng làm tiền đề để chúng ta phát triển về du lịch. Bên cạnh các chiến lược quảng bá điểm đến, xúc tiến phát triển du lịch, việc tính toán kết nối thành chuỗi các điểm tuyến tham quan, đảm bảo tăng nguồn thu từ dịch vụ du lịch nhưng giảm sức chịu tải của di sản với sự tôn trọng giá trị nổi bật toàn cầu của di sản chính là giải pháp nhưng cũng là bài toán mà thành phố nói chung và huyện Cát Hải cần lưu tâm. Quần đảo Cát Bà được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới sẽ tạo ra các cơ hội lớn trong việc triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội liên quan trong và ngoài vùng đệm của di sản. Song thành phố cũng luôn chú trọng đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di sản theo mục tiêu phát triển bền vững, theo khuyến cáo của UNESCO và quan điểm bảo tồn di sản văn hóa của Việt Nam. Di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được UNESCO ghi danh là vinh dự lớn và là niềm mong đợi của thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phối hợp hiệu quả của hai tỉnh thành phố, giúp bảo vệ lâu dài, quản lý bền vững và toàn vẹn cho di sản thiên nhiên thế giới. Hải Phòng phải phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh bảo vệ môi trường cũng như là cùng chung cái quản lý về di sản để chúng ta có các cái tour tuyến là ổn định và thu hút được khách trên toàn quốc và thực sự là chúng ta sẽ là một cái điểm đến thân thiện, an toàn. Quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà sau hơn một năm trở thành di sản thiên nhiên thế giới, một trong những vấn đề đặt ra đối với hai địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh là việc tăng cường hợp tác, kết nối đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá cũng như công tác quản lý khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Trong suốt một cái năm vừa qua thì cái việc hợp tác của hai địa phương rất là chặt chẽ và chúng tôi cũng thường xuyên duy trì các cái buổi họp định kỳ để trao đổi các cái thông tin mới cũng như là cập nhật các cái tình hình để triển khai các công việc mà hai ban quản lý sẽ triển khai để quản lý tốt hơn khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long Cát Bà. Tôi cho rằng là cái việc mà phối hợp giữa hai địa phương để quản lý tốt cái giá trị của di sản thiên thế giới là một cái biện pháp rất là hữu hiệu để làm sao mà quản lý tốt hơn cái giá trị của di sản. Lãnh đạo hai địa phương đã thống nhất trong thời gian tới thành lập tổ công tác liên tỉnh thành phố để triển khai các công việc liên quan đến di sản, đồng thời tham mưu đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao các đơn vị chủ trì về các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quản lý di sản, ban hành quy chế bảo vệ và quy hoạch bảo tồn di sản. Quản lý chung ấy thì hiện nay là chúng tôi đang phối hợp với Hải Dương và Bắc Giang để xây dựng cái bộ hồ sơ yên tử trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đấy. Thì trong đó là thành lập một cái hội đồng điều hành, chủ tịch của từng tỉnh sẽ là chủ tịch hội đồng luân phiên. Thì cũng đề nghị theo cái hướng là chúng ta sẽ thành lập cái hội đồng điều hành để chủ tịch luân phiên năm nay thì là bên này sang năm thì bên kia. Thứ hai là cái chiến dịch truyền thông ấy, chúng tôi tham gia cùng. Bởi vì truyền thông thì truyền thông chung ấy, thì chúng ta cùng truyền thông chung để góp thêm được cái tiếng nói để mà chúng ta cùng quảng bá được di sản. Những nỗ lực và bước đi của hai địa phương sẽ mang lại hiệu quả thực chất, tạo luồng gió mới, lan tỏa giá trị di sản và đưa quần thể di sản Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà không chỉ đơn thuần là danh hiệu được vinh danh mà còn là thương hiệu di sản liên tỉnh đầu tiên ở Việt Nam. Quần thể Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà được ghi danh là minh chứng sống động, khẳng định những đóng góp hiệu quả của Việt Nam ở tầm quốc tế và nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên, văn hóa thế giới. Trong đó có 5 di sản văn hóa, 3 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.